cái tuần là sáu tiếng hoặc là hai cái tuần là bớt cái mạnh này lại, ví dụ như vậy là sẽ có việc tôi uống bé đơn tác dụng nó bắt đầu sẵn dịch vụ của bụng trong cái bụng của mình là được. Quan trọng là Hương chuyên trị những giai khổ, cho nên cái gì mà cắt trên người Hương thì sẽ không làm được. Nếu mà bạn hỏi tôi có làm đẹp hay không, tôi ở cạnh những người làm đẹp mà Hương sẽ làm. Nhưng Hương sẽ làm như thế nào và không có vết dao kéo trên mặt mình, đặc biệt nếu mà cắt một cái gì kéo lên, khi cận vô nhìn thấy cái vết đó là nó không thật. Một người nghèo thì không thể nào đi làm thẩm mỹ được, nhưng nó sẽ phải giữ như thế nào để đẹp và đồng trang lứa và giữ được cái cân bằng của cái người phụ nữ ở lứa tuổi đó không bị suy sụp. Đặc biệt là Hương làm rất nhiều, vì Hương là hại da rất nhiều, là ví dụ là giám khảo có 9 giờ là Hương phải uống cà phê ngọt đường vô để chi có đường để mình kích thích cái người của mình vận động, hoặc là mình một cái game vận động thì cần phải có năng lượng để mình làm điều đó, thì đường là hủy da nhiều nhất. Một năm thì Hương có thể bay trên 20 chuyến từ đây về Mỹ và từ Mỹ về lại đây, thì nó hạ da rất là nhiều. Việc trước tiên là về da, nâng cơ, đang chỉ cho nó căng lên, không xâm lấn bằng dao kéo này nọ. Còn ba phần mà đại phẫu ở bệnh viện rất lớn đó là làm mở, là có nghĩa là cắt và xếp thành bụng. Ở đây là đại phẫu vì là bệnh viện nên rất an toàn. Thì tất cả những điều đó Hương đều thích làm, nhưng mà mình chưa đến mức mà mình phải cần làm cái điều đó. Nhưng nếu thì Hương cũng sẽ phải làm cho nó đẹp để như thế nào mình tiếp tục làm nghệ thuật. Tình này tôi muốn làm luôn cả một cái vũ trụ về phụ nữ quyền lực, đặc biệt khi họ thành bại thương những cuộc điện thoại đó.